Tổng thống Zelensky mạo hiểm thay ngựa giữa dòng, tiên tuyến Ukraine chật vật. Điều bí mật nhất được dự kiến ở Kiev cuối cùng đã được xác nhận. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Valery Zaluzhny trong hai năm qua đã bị cách chức. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã thay tướng Valery Zaluzhny vào thứ Năm ngày 8 tháng 2 sau 10 ngày đồn đoán của giới truyền thông và nhiều tháng dạn nứt trong mối quan hệ song phương. Theo CNN, thông báo này đã được đưa ra vào thời điểm quan trọng trong cuộc chiến với Nga và có khả năng báo trước một sự thay đổi trong chiến lược của Ukraine. Tuy nhiên nó vô cùng mạo hiểm. Việc cách chức tướng Zaluzhny diễn ra trong bối cảnh các đơn vị Ukraine đã gặp khó khăn ở một số khu vực ở tiền tuyến, đặc biệt là khu vực phía đông Donetsk và Kharkov. Quân đội nước này đang rất thiếu đạn dược cũng như binh sĩ có kinh nghiệm. Tổng thống Zelensky cho biết ông và tướng Zaluzhny đã có cuộc thảo luận thẳng thắn về những gì cần thay đổi trong quân đội. Đó là những thay đổi khẩn cấp. Tuy nhiên, CNN cho rằng khó có khả năng người thay thế tướng Zaluzny, tân tổng tư lệnh Oleksandr Sitsky sẽ đưa ra một sự thay đổi căn bản về phong cách, nhưng cũng được cho là có mối quan hệ thân thiết hơn với tổng thống Zelensky. Nhiệm vụ cấp bách nhất của tướng Sitsky là ổn định tiền tuyến, bổ sung đội ngũ binh sĩ tinh nhuệ và đạn dược phương Tây viện trợ đến tiền tuyến hoặc cách đối phó cho đến khi điều đó xảy ra. Các ưu tiên khác bao gồm tập trung các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng của Nga như kho nhiên liệu và căn cứ quân sự, tích hợp máy bay chiến đấu F-16 vào kế hoạch chiến đấu và phát triển nhanh chóng thế hệ hệ thống không người lái tiếp theo. Sự thiếu hụt của quân đội Ukraine ở tuyến đầu trong bối cảnh các cuộc tấn công dai dẳng của Nga xung quanh Avdiivka và kubians ưu tiên hàng đầu là đảm bảo vững đường dây liên lạc hiện tại. Giám đốc chương trình quan hệ quốc tế tại Đại học New Haven, Mỹ, Matthew Skimit nhận định. Nhiều khu vực trên tiền tuyến thường xuyên thiếu đạn dược, thậm chí binh sĩ Ukraine đã phải dùng đạn khói sau khi sử dụng hết loại đạn có sức nổ mạnh. Còn tốt hơn là không có đạn pháo, một người lính nói. Hồi cuối tháng 1, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân đội Ukraine, Trung tướng Kirill Budanov nói với CNN rằng đạn dược là một trong những yếu tố quyết định nhất trong cuộc chiến. Theo các quan chức Mỹ, với việc gói viện trợ quân sự trị giá 61 tỷ đô la Mỹ của chính quyền Tổng thống Joe Biden bị chặn lại tại quốc hội, Mỹ đã gửi các gói nhỏ hơn trong vài tháng và sự chậm chế này đã bắt đầu ảnh hưởng lên kế hoạch và hoạt động của quân đội Ukraine. Việc thông tác đường ống viện trợ quân sự của Mỹ và thúc đẩy sản xuất đạn dược của châu Âu là những ưu tiên quan trọng nếu Ukraine chuyển từ phòng ngự sang phản công. EU thừa nhận tính đến tháng 3, khối này sẽ không đạt được mục tiêu sản xuất 1 triệu quả đạn pháo cho Ukraine. Tuần này ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho biết, nếu hỏi một người lính ở mặt trận cần gì nhất vào lúc này, anh ta sẽ nói là đạn pháo. Câu trả lời này vẫn giống như ngày hôm qua, một tháng trước, sáu tháng trước và một năm trước. Nguồn nhân lực UAV cạn kiệt Về nhân lực, nguồn nhân lực của Nga lớn hơn ít nhất là 3 lần so với Ukraine. Trong khi đó, giới chức Mỹ ước tính có tới 70.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và gần gấp đôi con số đó bị thương trong hai năm xung đột vừa qua. Quy mô và tốc độ huy động bổ sung ở Ukraine là một câu hỏi chính trị hóc búa và là một nguyên nhân gây ra dạn nứt giữa Tổng thống Zelensky và cựu Tổng tư lệnh Zaluzhny theo CNN. Một dự luận được Quốc hội Ukraine thông qua sẽ là hạ độ tuổi tối thiểu để tham gia quân dịch từ 27 xuống 25 tuổi, một điều khoản mà Tổng thống Zelensky không ký vào năm ngoái và đưa ra với những hình phạt nghiêm khắc đối với những người vi phạm các quy tắc huy động. Ngoài ra, Tổng tư lệnh Zelensky cũng lo ngại về khả năng chính phủ trong việc chi trả cho một đội quân thường trực lớn hơn, lương ở tiền tuyến cao gấp 6 lần mức trung bình của người Ukraine ở mức 3.000 đô la một tháng. Chuyên gia Skimit nói, người dân Ukraine vẫn quyết tâm chiến đấu, chúng tôi thấy điều đó trong cuộc khảo sát ý kiến, nhưng họ đã kiệt sức. Về máy bay không người lái UAV, tướng Zaluzny từng cho rằng các nguồn nhân lực và thiết giáp cao hơn của Nga, Ukraine cần một bước thay đổi trong công nghệ chiến trường, máy bay không người lái phức tạp hơn và các hệ thống không người lái khác sẽ cung cấp thông tin tình báo theo thời gian thực và thông tin nhắm mục tiêu chính xác. Theo ông, việc tăng cường đầu tư như vậy cũng như việc áp dụng công nghệ có thể mang tới kết quả trong vòng 5 tháng tới. Tuy nhiên, các binh sĩ Ukraine bảo vệ bầu trời xung quanh thủ đô Kiev nói với CNN rằng Nga đang triển khai các phương pháp ngụy trang mới, đường bay đánh lạc hướng và cải tiến kỹ thuật để khiến máy bay không người lái và tên lửa khó bị hạ gục hơn. Quân đội Nga cũng đã khai thác công nghệ mới để ném bom trên không chính xác hơn, một lý do khiến cuộc tấn công ở Ukraine miền Nam bị đình trệ vào mùa hè năm ngoái. Nói một cách đơn giản, Ukraine cần phải nới rộng khoảng cách về công nghệ đang bị Nga dẫn trước trên chiến trường. Thưa quý vị, mới đây trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi hai bên tăng cường hợp tác chiến lược, chống lại các hành động can thiệp từ bên ngoài. Cuộc điện đàm giữa nguyên thủ Trung Quốc và Nga được thực hiện trước thềm Tết Nguyên đán hôm 8 tháng 2. Theo thông cáo báo chí của phía Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, hai bên cần thắt chặt hợp tác chiến lược, bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh và lợi ích phát triển của mỗi bên, kiên quyết phản đối sự can thiệp của các thế lực bên ngoài và công việc nội bộ của hai nước. Nhìn lại quan hệ song phương nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Nga trong năm 2024, ông cho rằng hai nước đã cùng nhau vượt qua nhiều sóng gió và thử thách trong quá khứ, Nhìn về tương lai, quan hệ Trung-Nga đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới. Trong năm qua, ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp nhau hai lần và đạt được nhiều đồng thuận quan trọng. Theo ông, dưới sự dẫn dắt chung của hai nguyên thủ, chính phủ, cơ quan lập pháp và đảng phái chính trị hai nước đã có những trao đổi tích cực, hợp tác trên các lĩnh vực cho thấy sự kiên cường và sức sống. Hai bên đã đạt mục tiêu về kim ngạch thương mại trước thời hạn giao lưu nhân dân và địa phương phát triển mạnh mẽ. Ông cũng kêu gọi hai nước tạo động lực hợp tác mới, duy trì sự ổn định của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng. Ông khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng với Nga tiếp tục duy trì tinh thần tương trợ lẫn nhau và hữu nghị qua các thế hệ, cùng nhau viết nên chương mới trong quan hệ Trung-Nga. Được biết, ông Tập Cận Bình đã thăm Nga trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi đắc cử Chủ tịch Trung Quốc nhiệm kỳ thứ ba hồi tháng 3 năm 2023. Tổng thống Putin cũng thăm Trung Quốc vào tháng 10 năm 2023, một trong những chuyến công du nước ngoài hiếm hoi của ông kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Nga-Ukraine. Dữ liệu của Bộ Thương mại Trung Quốc cho thấy thương mại hai chiều giữa Trung Quốc và Nga đã đạt hơn 240 tỷ trong năm 2023, tăng 26,3% so với cùng kỳ, vượt mốc 200 tỷ đô la Mỹ sớm hơn một năm so với kế hoạch hai bên đề ra năm 2019. Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Tucker Carlson công bố hôm 8 tháng 2, Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga và Trung Quốc sở hữu quan hệ thương mại cân bằng và bổ sung lẫn nhau trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng, nghiên cứu và phát triển khoa học thông cáo báo chí của phía trung quốc còn cho biết hai bên đã trao đổi về các vấn đề nóng của khu vực và quốc tế tuy nhiên không tiết lộ cụ thể là những vấn đề gì trong khi đó theo thông cáo của điện kremlin hai nhà lãnh đạo đã thảo luận chi tiết về tình hình của một số khu vực trên thế giới trong đó có trung đông cũng như diễn biến xung đột tại ukraine Thưa quý vị, giữa bối cảnh cuộc xung đột ngạo, Ukraine vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã ra lệnh gia tăng sản lượng và chất lượng máy bay không người lái UAV, rút kinh nghiệm từ cuộc xung đột với Ukraine. Theo kênh truyền hình RT, trong một thông báo ngày 10 tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến thăm một số doanh nghiệp quốc phòng ở Cộng hòa Osmotian, miền trung nước này, để kiểm tra tiến độ công tác sản xuất UAV trinh sát và UAV tấn công. Tại đây, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga cũng được giới thiệu các loại UAV mới và vật liệu mới giúp chúng có khả năng chống chịu tốt hơn trước các cuộc tấn công. Tại nhà máy Kalashnikov, Bộ trưởng Shoigu được báo cáo kể từ năm 2022, công ty đã tăng sản lượng lên 60%, với kỳ vọng con số này sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Bộ trưởng Quốc phòng cũng được giới thiệu các vật liệu mới giúp máy bay không người lái bền hơn nhiều. Tại công ty máy bay không người lái Zala Aero, Vị quan chức cấp cao cũng đã có dịp kiểm tra những loại UAV mới được cải tiến dựa trên kinh nghiệm thu được trong cuộc xung đột Ukraine. Bộ trưởng Shoigu nhấn mạnh quân đội cần có tên lửa đất đối không dẫn đường để đối phó trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Ukraine thường xuyên vào lãnh thổ Nga, đặc biệt là khi có nhiều vụ tấn công vào các khu dân sự. Tại một cuộc họp trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Shoigu gặp gỡ các nhà lãnh đạo trong ngành và ca ngợi họ đã đạt được hầu hết các mục tiêu đặt ra một năm trước. Tuy nhiên, ông báo hiệu rằng vẫn còn nhiều việc phải làm, đặc biệt khi liên quan đến các vấn đề về mục tiêu khi xung đột với Ukraine bùng phát. Bộ trưởng Shoigu chỉ ra những thách thức khác mà lực lượng UAV Nga phải đối mặt và giải quyết bao gồm năng lực chống lại máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV, cải thiện các biện pháp tác chiến điện tử và sử dụng trí tuệ nhân tạo. Cả chuyên gia Nga, Ukraine và phương Tây đều đồng ý rằng chiến tranh bằng UAV ngày càng đóng vai trò quan trọng trong xung đột, đặc biệt là khi loại vũ khí này được sử dụng rộng rãi để đẩy lùi cuộc phản công của Kiev năm ngoái. Trong một bài viết trên tờ New York Times vào tháng trước, dẫn lời quân đội Ukraine, lực lượng Kiev cảm thấy việc ở gần tiền tuyến chưa bao giờ nguy hiểm đến thế khi Nga sử dụng FPV phối hợp với pháo binh để truy lùng các mục tiêu riêng lẻ.